Rồi ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh GRG Mobile của mình và chúng ta sẽ tiếp tục với con game kho báu truyền thuyết nha anh em nhé. Như vậy là đối với con game kho báu truyền thuyết bên server Việt Nam thì tính từ ngày em tướng Rayman thời trẻ ra chính thức ra mắt ở bên server Việt Nam thì đến ngày hôm nay anh em ạ mới chính thức quay trở lại sự kiện là chiêu mộ ăn giờ. Và cùng với em tướng Rayman thời trẻ thì tuần này bên server Việt Nam ấy cho ghép cùng với em tướng Luffy Zephyr và em tướng Kinh Hỏa Hoạn anh em ạ. Hiện nay thì cơn khát em tướng Rayman thời trẻ và Luffy Zephyr thì vẫn chưa dừng lại. Sau khi cái lần đầu tiên mở chiêu mộ hạn giờ đối với em tướng Rayman thì có một cuộc đua top chiêu mộ rất là căng. Thì hiện nay khi mà quay trở lại sự kiện trở lại thì anh em có thể thấy là đây là cái cụm server 242 mình đang chơi. Và anh em thấy là hiện nay các người chơi đang tiến hành chiêu mộ em tướng Rayman cực kỳ là căng luôn. Và anh em thấy để ý đến cái top thứ 20 hiện nay cũng đã chiêu mộ là 6.500 điểm rồi, như vậy là 650 vé rồi. Và ở vị trí phía sau cũng rất là nhiều người chơi luôn, tức là các bạn ấy hiện nay là đang ủ vé rất là nhiều. Rồi, để giải tỏa cái cơn khát Rayman thời trẻ thì thực tế là mình đang quyết tâm là khả năng là sẽ không lấy em tướng Rayman thời trẻ để mình tiến hành chiêu mộ em tướng khác anh em ạ. Và để giải tỏa cái cơn khát em tướng Rayman thì ngày hôm nay thì sẽ sử dụng con ác của bạn là One Tiền Bối, một người chơi đến từ server 201. Và hiện nay thì ở đây thì bạn ấy đang VIP không anh em ạ, không biết là có cắn cót cắn cung gì hay không, chắc là sẽ không cắn cót đâu, bởi vì hiện nay là nực chiến trong team của bạn ấy. Nếu như server 201 thì hiện nay là nực chiến của bạn ấy là đang 3.7.000, và trong team của bạn ấy thì anh em có thể thấy là có em tướng dâu đen của chúng ta, chắc là chuyển kỹ năng SP, hiện nay đang có SP 11 thôi. Đấy, còn lại thì Marco 9 sao và em tướng Kaido thì hiện nay là chưa nâng kỹ năng SP. Cùng với đó là có em tướng Silver Rayman, đấy hiện nay là đang SP 10. Đấy, sẵn sàng để chuyển kỹ năng SP sang cho em tướng Rayman. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ để giải tỏa cơn khát và cơn thèm em tướng Rayman thì ngày hôm nay sẽ sử dụng app của bạn One Tiền Bối để tiến hành chiêu mộ em tướng Rayman với 775 vé. Thì liệu sẽ chúng ta trước khi ăn các cái mốc thưởng xếp hạng thì em tướng Rayman của chúng ta sẽ lên được mấy sao? Một điểm rất là đáng tiếc đối với người chơi One Tiền Bối đó là khi mà cách đây khoảng 2-3 tháng mà em tướng Rayman thời trẻ chính thức là lên sàn thì bạn ý lại không bạn ý lại không đổi 50 bảng em tướng Rayman ở trong cái sự kiện là khiêu chiến boss tinh anh. Đây là một cái điểm khá là đáng tiếc luôn. Như vậy là chúng ta tự đã mất 50 mảnh em tướng Rayman rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành chiêu mộ nhé. Như vậy là mình đang có một mảnh em tướng Rayman và với 775 vé này chúng ta sẽ được 7.750 điểm và sẽ nằm tạm thời nằm trong top 3 đến top 6 anh em ạ, để xem là sẽ được bao nhiêu mảnh nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở. Như vậy là ngày hôm nay mở đầu với 10 vé thì chúng ta chưa kiếm được mảnh em tướng Rayman nào cả. Đấy, bắt đầu có rồi. Ok, mình sẽ xả nhanh luôn anh em ạ. Đấy, xả nhanh, sau đó chúng ta sẽ tiến hành là vào nâng cấp và ghép em tướng Rayman và cùng đi test ở trong cái server của bạn người chơi One Tuyệt Bối nha anh em nhé. Xả hết luôn, ok luôn. Bởi vì là hiện nay anh em có thể thấy là nó đang rất là căng. Đấy, cái top của cái cụm này đang tiến hành chiêu mộ cũng rất là căng luôn anh em ạ. Nếu không xả hết vé thì chưa chắc đã được ăn được top từ khả năng là cố gắng ăn top từ 4 đến 10. Đấy, nếu như không được top từ 4 đến 10 thì chưa chắc là với 775 vé này chúng ta có thể kiếm được em tướng Rayman thời trẻ 11 sao đâu. Ok, như vậy là sau khi xả 775 vé thì hiện nay là đang đứng top 5. Và nếu như duy trì được ở trong cái phạm vi top 5, tức là từ 4 đến 10 thì chúng ta đến cuối tuần chúng ta sẽ được 150 mảnh em tướng Rayman thời trẻ nữa nhé. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận các cái mốc thưởng để xem là ngày hôm nay chúng ta sẽ ghép được em tướng Rayman bao nhiêu. Hy vọng là sẽ đủ em tướng Rayman 10 sao và có dư thì như vậy sẽ là ok. Như vậy là sau khi tiến hành chiêu mộ là 770 vé thì anh em có thể thấy là với 114 mảnh, như vậy là mình trừ một mảnh đi là được 113 mảnh anh em ạ. Như vậy là với cái chiêu mộ thì chúng ta đã được 113 mảnh rồi, và cộng với đây thì chắc chắn chúng ta sẽ được 10 sao. Ok rồi, ghép thôi, 450 mảnh. Ok, như vậy là hiện nay chúng ta đang có là 564 mảnh. Với 564 mảnh này nếu duy trì được ở trong top 4 đến 10 anh em ạ, top 4 đến 10 thì sẽ được là 150 mảnh, thì vừa khít là chúng ta sẽ ghép được em tướng Rayman thời trẻ của chúng ta là 11 sao. Còn nếu như bị out top xuống top từ 11 đến 20 thì lại thành thiếu hơn 30 mảnh anh em ạ. Và hiện nay thì đối với top 10 đang chiêu mộ là 7.400
10 điểm, như vậy là 741 mảnh là cố gắng là duy trì để giữ ở trong cái top này anh em ạ. Và bạn ấy đang tích khá là nhiều kim cương. Xem nào, thánh khí. Hiện nay thì thánh khí đây mới được như này và đang có khá là nhiều kim cương luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ghép em tướng Rayman thời trẻ của chúng ta, 5 em tướng, và chúng ta sẽ nâng cấp em tướng Rayman và đi test em tướng Rayman của chúng ta nhé. Ngày hôm nay thì sẽ không thể chuyển được kỹ năng SP, bởi vì khi mà chuyển kỹ năng SP thì đòi hỏi cái con tướng chuyển kỹ năng SP và con tướng nhận của chúng ta là đều phải 11 sao. Mà hiện nay thì em tướng Rayman của chúng ta trong video ngày hôm nay thì sẽ chỉ nâng cấp lên đến 10 sao thôi. Do vậy là chúng ta sẽ chưa được chứng kiến em tướng Rayman thời trẻ của người chơi One tiền bối có kỹ năng SP 10 anh em ạ. Ok, rồi. Về nguyên vật liệu thì bạn ấy đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Bây giờ mình chỉ việc nâng cấp thôi. Chúng ta sẽ cùng chào đón Rayman 6 sao này, tiếp tục là 7 sao này. Ok, và 8 sao. Đấy, để mà nâng cấp một em tướng UR thì toàn sử dụng phút 6 sao với phút 9 sao thôi, chứ không thèm sử dụng phút 5 sao luôn. Đấy, cực kỳ là chất lượng luôn. Ok, rồi. Chúng ta đã có Rayman 9 sao và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón phiên bản Rayman 10 sao của chúng ta nhé anh em nhé. Ok, đấy, như vậy là rất là nhanh chóng luôn. Bạn ấy đã chuẩn bị sẵn nguyên vật liệu cho mình rồi. Và bây giờ thì chúng ta đang có em tướng Rayman thời trẻ 10 sao. Mình sẽ tháo bộ trang bị của em tướng Silver Rayman ra và chúng ta sẽ cùng đưa em tướng Rayman vào. Khả năng là ok đây. Rồi, tháo hết huy hiệu ra, trang bị này, rồi. Bây giờ sẽ đưa em tướng Rayman của chúng ta vào trong team nha anh em nhé. Rồi, trang bị xem nào. Ok, rồi lấy luôn run Haki của em tướng Rayman già luôn, Silver Rayman luôn. Như vậy là đối với run thì hiện nay đang có một run thần lực level 3 này. Và tiếp theo một run xuyên giáp level 3 rồi. Đấy, vỏ sò thì từ từ để bình tĩnh đã. Ok, huy hiệu. Huy hiệu thì sẽ ghép một bộ huy hiệu công luôn, tăng tấn công và sát thương bạo kích cho em tướng Rayman của chúng ta luôn nhé. Ok này. Rồi. Ok, như vậy là chúng ta đã có một bộ huy hiệu tăng tấn công đấy cho em tướng Rayman. Tiếp tục trang bị để xem là vỏ sò của em tướng Silver Rayman có gì không. Ta sẽ gỡ nhanh và sẽ đưa vỏ sò sang cho em tướng Rayman thời trẻ của chúng ta nhé. Rồi, như vậy là hiện nay Rayman thời trẻ của chúng ta được chiến đang là 722.000 và Haki và Rune. Đấy, với như này thì cái Haki và Rune thì mình sẽ để bạn ý tự ghép nha anh em nhé. Mình sẽ không sờ vào Haki và Rune của bạn ý. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test. Hiện nay thì trong team của bạn ý thì đang sử dụng 4 em tướng Tứ Hoàng đấy và một em tướng Luffy. Đấy, một em tướng Luffy này. Đây anh em thấy chưa? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test trong cái bảng xếp hạng trong team công chế server của bạn ý. Hiện nay đối với người chơi top 1 Enzo thì đang được chiến là 5.240.000. Đấy, còn lại nếu như anh em có thể để ý thấy cái server này thì gần như là toàn nông dân và dân cày chơi là chủ yếu này. Đấy, số lượng VIP cao thì khá là thấp luôn, khá là đuối luôn. Ok, hiện nay thì lực chiến đấy, sau khi mà đưa em tướng Young Rayman của chúng ta vào thì đang có tăng lên lực chiến một chút. À đâu, tăng hay giảm, có giảm đi một chút và hiện nay đang đứng ở trong top 4. Rồi, mình sẽ đi PK với người chơi One Piece, cũng là một người chơi VIP không. Và hiện nay lực chiến trong team của bạn ý là 3.730.000 nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng đi PK thử xem. Khi mà có em tướng Rayman thì cái lực với cái màn thể hiện của em tướng Rayman 10 sao thôi thì nó sẽ như thế nào? Đấy, để giải tỏa cái cơn khát Rayman anh em ạ. Thật ra là mình cũng đang rất là phân vân đấy, liệu có lên là chiêu mộ em tướng Rayman không. Nếu như chiêu mộ em tướng Rayman thì mình sẽ bỏ qua mất em tướng Jinbei, không thể lấy đủ em tướng Jinbei mà phải tiếp tục là tích đấy, tiếp tục là tích vé để chờ em tướng Onizoro. Nhưng mà mình thì hiện nay mình đang muốn là tích cái số lượng vé đó để khi đến em tướng Jinbei mình sẽ lấy em tướng Jinbei về để mình chơi và mình test cho anh em xem anh em ạ. Ok, chúng ta cùng bước vào turn số 2 với màn xả ulti của các em tướng. Đầu tiên là dâu đen. Nếu như dâu đen không có kỹ năng SP thì thực sự là cái màn xả ulti của nó sẽ không đáng để cho anh em có thể xem anh em ạ. Ok. Như vậy là vừa rồi với một pha ulti đầu tiên của em tướng dâu đen trong team của bạn là One tiền bối với 2.4 triệu và tiếp tục là liên kích 2.4 triệu anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ xem đấy, Rayman 10 sao của chúng ta có một pha ulti sẽ được bao nhiêu nhé. Khả năng là với em tướng Rayman 10 sao này thì chắc pha ulti cũng phải được tầm 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 8 anh em ạ. Hai team này thì đang được chiến ngang nhau. Ok, rồi. Như vậy là 1 triệu 2 anh em ơi. Với em tướng Rayman của chúng ta 10 sao thì hiện nay là được chiến
có hơn 700.000 thôi, thì cái lượng sát thương gây ra chỉ có 1.2 triệu thôi. Hiện nay thì đang thiếu cái Haki và rune thì vẫn chưa ok lắm. Rune hiện nay mới chỉ có một rune xuyên giáp và một rune thần lực thôi. Đấy, gọi là có mỗi hai cái vị trí của rune là đang là bảo đảm thôi. Thế còn lại là chúng ta vẫn phải reset và vẫn phải tiếp tục. Đấy, với bốn cái vị trí của rune và hai vị trí của Haki, như vậy chúng ta sẽ có 6. Đấy, còn như là sẽ có 6 cái dòng thuộc tính để chúng ta có thể là tẩy và lắp cho em tướng Reinhardt anh em ạ. Ok. Như vậy là đính đến thời điểm hiện tại như thế này thì chúng ta có thể thấy là trong team của bạn One Tiền Bối hiện nay thì với cái độ chênh là đang có em tướng dâu đen SP11 đấy, và với kỹ năng thứ ba, kỹ năng ulti của em tướng dâu đen là bạn ấy đang ưu tiên bùi mắc, thì trong cái team của đối thủ hiện nay thì đã đi mất ba em tướng rồi. Đấy, không biết là liệu có kết liễu được em tướng Wanomaco không, nhưng mà với em tướng Wanomaco hiện nay chưa có kỹ năng SP thì mình nghĩ là sẽ lên đường thôi, chứ một mình Wanomaco thì không thể trụ được với ba em tướng đam, đó là dâu đen, đó là Kaido, đó là Reinhardt và kể cả pha ulti của em tướng Luffy của chúng ta nữa. Rồi, ok. Đấy, như vậy là vừa rồi sau pha tấn công kỹ năng 1 của em tướng Luffy thì Wanomaco của chúng ta đấy, nếu không nhầm thì đã phải bật cái nội tại là miễn tử rồi. Và vừa rồi thì Reinhardt đã kết liễu, mặc dù không có SP nhưng mà Reinhardt của chúng ta đã kết liễu rồi. Như vậy là lượng sát thương của em tướng Reinhardt 10 sao của chúng ta gây ra đấy, so với em tướng Kaido thì thua kém nhau khoảng 1.8 triệu sát thương anh em ạ. Còn MVV thì vẫn thuộc về tay em tướng dâu đen thì không có gì phải bàn cãi rồi, bởi vì dâu đen hiện nay là đang SP11 anh em ạ. Ok, đây chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lại một chút. Với em tướng Reinhardt này thì chúng ta có thể sử dụng Haki. Đây anh em có thể thấy là hiện nay bạn ý chắc là đang để sẵn cái Haki nhạy bén đây rồi. Với 11 đấy, với 11 cái sách Haki này thì chắc chắn là để sẵn để cho em tướng Reinhardt rồi. Như vậy là 9 cái liên kích nữa này. Đấy, ok. Chấn động này, như vậy thì mình nghĩ là bạn ấy đã chuẩn bị sẵn là một cái nhạy bén và một cái liên kích đấy để gắn cho em tướng Silver Reinhardt của chúng ta rồi. Nhưng tuy nhiên là cái này mình sẽ để bạn ấy quyết định và mình sẽ không sờ vào cái Haki và rune của bạn ấy nha anh em nhé. Rồi ok anh em ơi, như vậy là đã đỡ ngứa tay hơn một chút rồi. Với con áp của bạn One Tiền Bối thì mình đã tiến hành chiêu mộ và sở hữu em tướng Reinhardt 10 sao cho bạn ấy và có dư 64 mảnh. Hy vọng là với ngày hôm nay lên video như thế này thì bạn ấy sẽ may mắn vẫn nằm trong top 10, vẫn nằm trong top 10 để có thể là lấy em 150 mảnh tướng Reinhardt để nâng Reinhardt lên 11 sao và chuyển kỹ năng SP nha anh em nhé. Rồi ok, xin chào anh em nhé.